Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến chiều nay, ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông nam bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đây là thông tin được nêu tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 2 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đại diện Bộ đội Biên phòng cho biết, đến sáng nay, lực lượng biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 52.000 tàu với gần 229.000 người đã nắm được thông tin về diễn biến của bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong ngày hôm qua, các lực lượng hải quân, biên phòng đã phối hợp với các lực lượng lai dắt 3 tàu bị nạn về bờ an toàn, cứu được 9 ngư dân của 2 tàu bị chìm. Bộ Quốc phòng đã có công điện số 2314, chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời xử lý khi có tình huống. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão. Những công việc tiếp theo đối với Bộ Tư lệnh Biên phòng sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc các cái đơn vị, đặc biệt là các cái đơn vị phía Bắc ở khu vực bây giờ quan tâm ở khu vực vịnh Bắc Bộ, thì chúng tôi sẽ yêu cầu trong đêm nay sẽ yêu cầu các đơn vị từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hiệu để cho cảnh báo cho cái này, thì chủ yếu là cảnh báo là các cái phương tiện hoạt động ven bờ cũng như là cái lồng bè nuôi trồng thủy sản. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Riêng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.